Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay lại với channel của mình. Đây là hồ Điều Hòa ở thành phố Bắc Ninh, ở công viên thành phố Bắc Ninh. Ở đây nối liền công viên Nguyễn Văn Cử, trường đại Nguyễn Văn Cử bên kia. Đây công viên. Đây thành phố Hồ Chí Minh ngày một, thành phố Bắc Ninh ngày một đổi mới. Kia có hai bạn, xa có hai bạn đang yêu nhau. Kiểu hai bạn học sinh, đang trong kỳ nghỉ hè đi chơi, hai đồ một đôi bạn thân, nó cứ tưởng hai người yêu nhau chết rồi. Kia là dãy dãy biệt thự biệt phải. Nhiều công viên rất là đẹp, nhiều cây cối, nhiều chỗ chụp ảnh. Rồi đây mình vừa giới thiệu với các bạn là cái hồ này, các bạn ở tại nhà phố Ông Minh, công viên Nguyễn Văn Cử, công viên Cụ Cử. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.